đầu xuân năm mới thì hôm nay chúng ta cũng chào đón một bạn nhân sự mới, bạn Phương. Bạn Phương thì lần tới sẽ về đây phụ trách cho chúng ta về bộ phận marketing, quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, nhưng hỗ trợ cho anh em phòng kinh doanh. Thì Phương có đôi lời giới thiệu nhỉ? Mới cưới và cũng mới chuẩn bị bước qua tuổi 30 thôi. Thế là 9 2 à? Thì Phương sẽ làm canh giờ với cả anh em đây nhá. Ok, một ly.